Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3, sách kết nối tri thức với cuộc sống qua sách và bài tập. Bài 6, tập nấu ăn. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động kết hợp được với mỗi từ chỉ sự vật theo mẫu. Từ rau, chúng ta có mẫu là rửa rau, nhặt rau. Từ ngữ chỉ hoạt động là từ rửa. Kết hợp với từ rau, chúng ta có từ rửa rau. Nhặt là từ ngữ chỉ hoạt động. Kết hợp với từ rau, chúng ta có từ nhặt rau. Thịt, kho thịt. Từ kho là từ ngữ chỉ hoạt động. Kết hợp với từ thịt, chúng ta có từ kho thịt. Rồi theo mẫu các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Sau khi làm xong thì các em sẽ bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không. Rồi trước hết là từ rau. Từ xào là từ ngữ chỉ hoạt động. Kết hợp với từ rau, chúng ta có từ xào rau. Trồng là từ ngữ chỉ hoạt động. Kết hợp với từ rau, chúng ta có từ trồng rau. Rồi tương tự, chúng ta có từ hái rau. Rồi tiếp theo là từ thịt. Chúng ta tìm được những từ ngữ chỉ hoạt động kết hợp với từ thịt như là luộc thịt, băm thịt, nướng thịt, rang thịt. Rồi tiếp theo là chúng ta có thể tìm được những từ ngữ chỉ hoạt động kết hợp với từ cá như là kho cá, nướng cá, rán cá, hấp cá, lọc cá. Bài tập số 2, xếp các từ chỉ hoạt động dưới đây vào hai nhóm. Rồi chúng ta có các từ ngữ chỉ hoạt động. Bây giờ các em xếp vào hai nhóm. Từ ngữ chỉ hoạt động, di chuyển, mẫu là đi. Từ ngữ chỉ hoạt động nấu ăn, mẫu là kho. Rồi trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em làm bài trước nha. Rồi trước hết là từ kho. Đây là từ ngữ chỉ hoạt động nấu ăn. Ta có từ mẫu đây rồi. Đi là từ ngữ chỉ hoạt động di chuyển. Ta có mẫu là đi. Xào. À, xào là từ ngữ chỉ hoạt động nấu ăn. Ra là di chuyển. Vào là di chuyển. Nướng, nướng, nướng là nấu ăn. Lên, lên là di chuyển. Luộc là nấu ăn. Hầm, hầm là nấu ăn. Xuống, xuống là di chuyển. Bài tập số 3, chọn từ ở bài tập 2 điền vào chỗ trống. Rồi trước hết là các em đọc kỹ đoạn văn. Các em chọn từ ở bài tập 2. Các em điền sao cho phù hợp. Rồi cụ thể thì chúng ta cùng hoàn thành bài tập này. Ngày Chủ nhật, mẹ đi chợ mua thức ăn. Nam xuống bếp hoặc là vào bếp đều được. Giúp mẹ. Nam nhặt rau, còn mẹ rửa cá và thái thịt. Sau đó mẹ bắt đầu nấu nướng. Mẹ kho cá, xào rau, luộc thịt. Chẳng mấy chốc, gian bếp đã thơm lừng mùi thức ăn. Theo Kim Ngân.
Bài tập số 4. Chọn lần lượt trong mỗi hàng một từ, ghép các từ để tạo thành câu. Rồi ở đây các em chỉ cần ghép 3 câu thôi. Thầy giáo ví dụ. Hàng thứ nhất chúng ta chọn từ ông bà. Hàng thứ hai là chúng ta chọn từ đi. Hàng thứ ba chúng ta chọn từ siêu thị. Ta ghép được câu là ông bà đi siêu thị. Hay là Thủy rán xúc xích. Mẹ em nấu cơm. Hay là cô nương mua thịt. Cô nương rán thịt. Được chưa? Bài tập số 5. Đọc bài thơ vào bếp thật vui, hoặc tìm đọc sách dạy nấu ăn, hoặc những bài đọc liên quan đến công việc làm bếp, và viết thông tin vào phiếu đọc sách. Các em viết những thông tin như là ngày đọc. Các em đọc ngày tháng năm nào thì các em viết vào đây. Tên bài là gì, tác giả là ai. Những đồ vật được nhắc tới trong bài đọc là những đồ vật nào. Câu thơ, câu văn em thích nhất. Mức độ yêu thích là các em đánh giá 3 sao, 4 sao hay là 5 sao. Rồi thầy giáo ví dụ. Chúng ta có thể đọc bài thơ vào bếp thật vui trong sách giáo khoa. Tên bài là Vào bếp thật vui, tác giả là Thụy Anh. Các đồ vật được nhắc đến trong bài đọc như là lọ mật, cái thúng, cái chảo, cái nồi, dao phay, cái thớt. Rồi câu thơ em thích nhất thì em thích câu thơ nào các em viết vào. Thầy giáo ví dụ như là có một cái chảo đen nhẻm đen nhèm, ngọn lửa bùng lên, chảo kêu nóng nóng. Rồi thầy giáo ví dụ các em có thể tham khảo. Trước hết là ngày đọc. Ví dụ ngày 12 tháng 10 năm 2022. Tên bài là Vào bếp thật vui, tác giả Thụy Anh. Những đồ vật được nhắc tới trong bài đọc như là lọ mật, cái thúng, cái chảo, cái nồi nhôm, cái dao phay, cái thớt. Câu thơ, câu văn em thích nhất. Ví dụ như là có một cái chảo đen nhèm, ngọn lửa bùng lên, chảo kêu nóng nóng. Mức độ yêu thích. Ví dụ như các em có thể đánh giá là 3 sao, 4 sao hay là 5 sao. Tùy vào mức độ yêu thích của em đối với bài đọc này. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.